Dạ xin chào cô bác anh chị em. Hôm nay Hương sẽ quay liền cái sản phẩm này cho cô bác anh chị em, nhất là trong cái mùa mà Covid như thế này á, thì mình rất là nên tham khảo qua cái sản phẩm sâm dành cho trẻ em của cái hãng là hãng Daicel Hàn Quốc nha. Hương quay nhanh để cô bác anh chị em có thể tham khảo liền ha. Tại sao cái sản phẩm này Hương phải nói liền? Cái lý do là câu chuyện thực tế luôn, là bạn của Hương á, là nhiều người bị nhiễm Covid F0 lắm, thì họ rất là sợ lây cho con của họ. Hên làm sao là trước đó có rất là nhiều người đã cho con họ uống cái sản phẩm sâm này hàng ngày, cho nên á, hả, là các bé cũng đã có được cái sức khỏe và cái sự đề kháng tốt hơn bình thường rồi. Cho nên 100% những người bạn của Hương là không có lây qua cho con của mình. Dĩ nhiên là sâm này nó không phải là thần kỳ, là uống là nó không phải bị lây Covid, Hương không ý như vậy. Nhưng mà đó, nó cũng bổ sung rất là nhiều những khoáng chất, vitamin cho các bé ha. Đây, Hương mở ra và Hương giới thiệu nha. Đó, sâm này thì cái thành phần của nó sẽ gồm là hồng sâm, cô đặc xấu 5 tuổi, lộc nhung, táo đỏ, thuộc địa hoàng, mật ong, cam thảo, men bio, các loại vitamin như A, C, B1, B2, vitamin D, canxi, và các trái cây như nho, táo, cam, xoài, bơ, kiwi. Đó, rất là nhiều những thành phần như vậy. Và thành phần này là hoàn toàn tự nhiên. Đó, thì giúp cho bé phát triển cái chiều cao ha, tăng cường trí nhớ của bé, giúp tăng cường hệ miễn dịch, có đầy sức đề kháng. Đó, thì theo nghiên cứu rõ ràng luôn, nếu như các bé uống hồng sâm này trong 3 tháng liên tục ha, thì không bị ốm vặt, không bị ho, cảm cúm, sổ mũi, hay là cái thời gian mà có lỡ có bị bệnh á, thì nó cũng rất là nhanh khỏi luôn, và cái biểu hiện bệnh cảm cúm hay gì nó cũng sẽ giảm. Đó, đó là theo nghiên cứu luôn á. Nó cải thiện được cái tình hình còi xương của bé luôn. Bởi vì khi mà uống cái này xong ha, các bé sẽ cảm giác thèm ăn và ăn rất là ngon. Vì nó có nhiều khoáng chất cho nên nó bổ sung được cho các bé về mặt dinh dưỡng á. Rồi, vậy thì á, ở bên trong nó sẽ có 3 gói nha. Ba hộp như thế này. Mỗi một hộp bên trong nó sẽ như thế này nè mọi người. Ha. Là 10 cái tuyết nhỏ. 10 cái tuyết nhỏ này, ở bên trong nó sẽ có chứa nước. Nước hồng sâm nó nằm trong đây. Thì mình có thể mà rót cái này ra cho bé uống, ra ly cho bé uống, hoặc là có thể là cái chỗ này nó có cái chỗ mở nè, open nè. Thì mình sẽ cắt cái chỗ này ra rồi cho bé uống luôn ha. Rất là tiện luôn. Nếu như nhà nào mà ba mẹ hay là ông bà hay người lớn mà đang có người có bị F0 á, thì mình khuyên là nên cho các bé uống 2 gói một ngày đi, để cho các bé lướt qua ha. Còn nếu bình thường thì chỉ cần 1 gói thôi, và cho bé uống dùm Hương là trước khi ăn hay sau khi ăn gì cũng được hết trơn á ha. Đó, cái vị của nó là vị ngọt ngọt nhẹ, mùi trái cây, cho nên rất là dễ uống. Mọi người đừng có nghĩ là nó có vị sâm nhiều, không phải ha, rất là dễ uống tại vì nó làm cho trẻ em. Đó, hiện tại thì Hương đang có sẵn, nhưng mà tuần nào cũng về rất là nhiều sản phẩm này hết á. Mùa này bán chạy dữ lắm. Ok, Hương giới thiệu nhanh như vậy. Cô bác anh chị em cần thì cứ alo theo cái hotline Hương để ở video nha. Bye bye, hẹn gặp lại các video sau.